Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một video về review hai loại ví tiền điện tử đang hot nhất hiện nay, đó chính là ví MetaMask và ví Trust Wallet. Và đặc biệt là đối với những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường thì làm cách nào để chúng ta có thể chọn cho mình một loại ví tiền điện tử mà chúng ta an tâm để có thể lưu trữ các cái đồng coin, token hoặc là các cái tài sản kỹ thuật số của mình, thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video lần này nhé. Ok, như chúng ta đã biết thì ví MetaMask và ví Trust Wallet là hai loại ví tiền điện tử mà có thể nói là đang hot nhất trong thị trường crypto hiện nay. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể đánh giá cũng như là lựa chọn cho mình một loại ví tiền điện tử thích hợp, thì mọi người hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin chi tiết dưới đây nhé. Ok, đầu tiên thì hãy bắt đầu cùng mình tìm hiểu về ví MetaMask là gì. Thì như mọi người đã biết thì ví MetaMask trước đây thì được coi là một ví Ethereum mã nguồn mở, bởi vì nó đã hỗ trợ cho tất cả các loại token được tạo nên trên Ethereum. Chẳng hạn như là bạn có thể kể đến như là các cái token mà theo tiêu chuẩn ERC20, hoặc là kể cả các cái non-transferable token, tức là những cái NFT hay còn gọi là các cái token không thể thay thế. Tuy nhiên thì bây giờ MetaMask đã được tích hợp thêm ở trên nhiều mạng lưới khác nhau, ví dụ như là mạng Binance Smart Chain hoặc là mạng Localhost. Và không chỉ vậy, bạn hoàn toàn có thể nhận được token từ những người khác thông qua việc là bạn mua bán hoặc là trao đổi bằng cách là tích hợp của trên Coinbase và Swapseed khi mà đã được cài đặt sẵn ở trên ứng dụng của MetaMask rồi. Và ví MetaMask hiện nay thì nó gồm một số phiên bản ứng dụng dành cho mobile, và đặc biệt nữa là nó sẽ có thêm một cái phiên bản về tiện ích ở trên Chrome, hay còn gọi là các cái phần mở rộng ở trên Google Chrome Extension. Vậy thì cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình xem qua một chút cái giao diện về MetaMask để mọi người có thể hình dung rõ hơn về cái loại ví tiền điện tử này nhé. Khi mà mọi người truy cập vào cái đường link chính thức của MetaMask thì mọi người có thể nhìn thấy cái trang chủ của MetaMask như ở trên màn hình hiển thị của mình đang hiển thị ra cho mọi người. Nếu như mà mọi người chưa biết cách để có thể tải cái link này thì mình sẽ gắn cái link ở dưới cái phần mô tả và mọi người có thể tham khảo nha. Và để có thể tham gia tải ví MetaMask về ứng dụng của mình thì nó rất là đơn giản. Khi mà mọi người click vào cái phần download ở đây thì như mình vừa chia sẻ thì ví MetaMask hiện tại đang hỗ trợ ở 3 phiên bản. Một là phiên bản dành cho Chrome, tức là cái dạng MetaMask Extension. Hai là phiên bản dành cho iOS, và cuối cùng là phiên bản dành cho Android. Và hiện tại thì mình cũng đã có một cái video về hướng dẫn cách tải cũng như là các cái sử dụng, các cái hoạt động giao dịch chi tiết ở trên MetaMask rồi. Nếu như mà bạn nào muốn tìm hiểu thêm nữa thì mình sẽ gắn cái link video về cách cài đặt ví MetaMask và cách sử dụng ví MetaMask ra sao ở trong cái phần mô tả của video này, thì mọi người có thể dễ dàng theo dõi và tìm kiếm nhé. Có thể là bạn đã biết được ví MetaMask là gì, và thậm chí là bạn đã cũng đã từng sử dụng ví MetaMask rồi. Tuy nhiên thì đối với những bạn nào mà mới bắt đầu tham gia vào thị trường crypto và mới bắt đầu tìm hiểu về các loại ví tiền điện tử, thì sau đây là mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái thông tin về lý do tại sao chúng ta nên sử dụng ví MetaMask nhé. Lý do đầu tiên đó chính là về việc dễ sử dụng. Và ví MetaMask dễ sử dụng như thế nào thì mọi người sẽ quay trở lại cái trang web của MetaMask để mọi người có thể hình dung rõ hơn nha. Nói đến ví MetaMask thì tại sao chúng ta lại nói đến cái việc là dễ sử dụng? Bởi vì ví MetaMask có một cái tính năng rất là đặc biệt. Khi mà ví MetaMask đã được tích hợp ở cái phiên bản Google Extension, tức là bạn hoàn toàn có thể mở ví MetaMask ngay cả khi mà bạn hoạt động ở trên các cái DApp hay là nền tảng khác nhau, mà không cần phải truy cập vào web hay là ứng dụng của MetaMask nữa. Thì Google Extension là như thế nào thì mọi người có thể nhìn thấy này. Ví MetaMask đã được tích hợp ngay ở trên cái nút ô cáo, cái hình biểu tượng ô cáo ở trên cái phần Google Extension ở đây, và mọi người có thể click trực tiếp thì nó sẽ tự động kết nối với ví MetaMask của mọi người luôn, rất là tiện lợi. Lý do thứ hai để chúng ta sử dụng ví MetaMask đấy chính là độ bảo mật cao. Tại sao lại nói là bảo mật cao? Bởi vì là như chúng ta đã biết thì thực tế là ví MetaMask thì chính thức được xuất hiện ở trên thị trường vào năm 2016, và tính tới thời điểm hiện tại theo thống kê thì chưa có trường hợp nào bị tấn công mà mất tiền đã được ghi nhận ở trên ví MetaMask cả. Và ví này thì sẽ sử dụng các cái cài đặt sao lưu HD, và bản thân các cái nhà phát triển ví MetaMask khi mà họ phát triển ví thì họ cũng đã cam kết là việc là họ thường xuyên cập nhật các cái mã nguồn mở để làm sao để đảm bảo được là ví luôn luôn ở trong cái trạng thái bảo mật nhất. Vì vậy thì mọi người có thể yên tâm khi mà mọi người có thể tham gia sử dụng ví MetaMask của mình.
Ngoài ra thì MetaMask còn hỗ trợ cái việc là mọi người có thể sao lưu tài khoản của mình, và bạn có thể kết nối cái ví MetaMask với ví Mail nhé, để tránh cái trường hợp là nếu như mà bạn làm mất ví MetaMask của mình thì bạn vẫn có thể sử dụng được các cái giao dịch ở trên ví Mail. Và chi tiết về cái cách mà mọi người có thể kết nối ví Mail trên cái ví MetaMask như thế nào thì mình cũng đã làm một cái video review rất là chi tiết về cách mọi người có thể kết nối ví để làm sao để tăng cái độ bảo mật giữa hai ví với nhau. Thì mọi người có thể truy cập vào cái kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam và tìm kiếm từ khóa để mọi người có thể xem video một cách chi tiết nhất nhé. Ưu điểm thứ ba mà mình muốn nhắc đến khi mà chúng ta sử dụng phí MetaMask đó chính là cái phí giao dịch vô cùng là tối ưu. Những ai đã có những cái trải nghiệm ở trên ví MetaMask rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ nhận thấy được rằng là những cái mức mà tùy chỉnh mức giá để bạn có thể làm sao mà thực hiện cái giao dịch của bạn một cách nhanh nhất thì đã được ví MetaMask đưa ra những cái đề xuất rất là tối ưu. Và cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình quay trở lại cái giao diện của MetaMask để mình có thể dễ dàng demo cho mọi người nhìn thấy nhé. Ok, mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình của mình đã chia sẻ cho mọi người về cái mình đang chia sẻ cho mọi người về cái phần giao diện khi mà mình tải ví MetaMask và mình đã tích hợp ở trên cái ứng dụng Google Extension như thế nào. Thì mọi người click vào đây thì mình sẽ giới thiệu qua một chút cái thông tin về ví MetaMask để cho những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường hoặc là chưa bao giờ sử dụng ví MetaMask thì có thể nắm được kỹ hơn nhé. Còn nếu mà mọi người muốn xem cái video mà hướng dẫn sử dụng kỹ hơn thì mình sẽ link kèm cái link hướng dẫn ở dưới video này, mọi người có thể click vào để tham khảo nhé. Thì tại đây thì mọi người có thể nhìn thấy về cái phần là mạng lưới này. Như mình vừa chia sẻ thì ví MetaMask là một trong những ví mà tích hợp được các cái mạng lưới khá là nhiều, trong đó thì có mạng chính thức của Ethereum này và mạng chính thức của Binance Smart Chain Mainnet. Ngoài ra thì sẽ còn có một số các cái mạng thử nghiệm như mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng ở chính là hai cái mạng là mạng Ethereum và mạng Binance Smart Chain. Thì ví dụ khi mà mình click vào mạng của phần Binance ví dụ khi mà mình click vào phần mạng của Ethereum chẳng hạn như vậy thì mọi người có thể nhìn thấy về cái giao diện nó rất là nhỏ gọn cũng như là tiện lợi đúng không? Và cái phần là ví dụ khi mà mọi người muốn thực hiện các cái giao dịch chẳng hạn như vậy thì mình sẽ có thể thực hiện về các cái hoạt động giao dịch rất là đơn giản, giống như là mình thực hiện các cái giao dịch ở trên ví bình thường thôi, khi mà mình có mua này và gửi và swap token ở trên bên ví MetaMask. Và một cái vấn đề mà mình vừa đề cập cho mọi người ấy, đấy chính là cái việc là ví MetaMask thì nó đề xuất cái mức phí giao dịch. Bởi vì là như mọi người biết thì khi mà mình thực hiện các giao dịch thì nó sẽ có các cái sự trượt giá và mọi người sẽ phải đặt một số các cái phí gas để có thể thanh toán các cái giao dịch của mình. Thì ở trên MetaMask nó sẽ đưa ra cho mọi người các cái lựa chọn thực hiện các cái giao dịch nó rất là tối ưu và tùy theo cái nhu cầu cũng như là cái mức độ thực hiện giao dịch của mỗi người. Khi mà mọi người muốn thực hiện ở cấp độ nhanh này, cấp độ trung bình hoặc là cấp độ chậm thì họ cũng sẽ đưa ra cho các bạn cái mức để mọi người đặt phí gas làm sao để thực hiện rõ các cái nhu cầu đấy của mình một cách nhanh nhất. Nếu như mà bạn muốn thực hiện giao dịch nhanh thì bạn sẽ có thể set cái phần cái đặt giao dịch nhanh và đặt cái mức giá cao hơn một chút để có thể thực hiện cái giao dịch của mình một cách nhanh hơn. Đó, tương tự như vậy đối với các cái hoạt động khác thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của mọi người. Thì mình thấy ở trên MetaMask thì đã tích hợp cái này rất là hay mà mọi người có thể nghiên cứu. Ngoài ra thì mọi người có thể nhìn thấy ở cái phần hoán đổi ở đây, tức là cái phần swap ấy, thì hiện tại thì mình thấy là ở trên MetaMask thì mọi người có thể swap trực tiếp cái token của mình mà không cần phải kết nối qua bất kỳ một cái nền tảng hoặc là qua những cái ứng dụng trung gian nào cả, thì cũng rất là tiện lợi đúng không? Mọi người có thể chọn mạng lưới của mình này và chọn cái phần token mà mình muốn swap và thực hiện swap thông qua các cái bước cơ bản thôi, set đặt cái mức giá này và thực hiện các cái giao dịch rất là bình thường. Ok. Và MetaMask có một cái rất là hay là nó đã tích hợp có cái phần là tích hợp được cái ví cứng ở trên cái MetaMask luôn. Thì đây là một tính năng mà mình thấy khá là đặc biệt để phục vụ cho những bạn nào mà có ví cứng và có nhu cầu là muốn tích hợp ở trên đấy. Thì để xem cái đấy nhá thì mọi người có thể click vào phần cái ô này này, cái ô hình tròn cái biểu tượng ở trên góc phải ở đây, và mọi người kéo xuống này sẽ có phần tạo tài khoản, nhập tài khoản. Thì ở cái video hướng dẫn thì mình đã hướng dẫn rồi nên mình sẽ không nói lại nữa. Ở đây sẽ có cái phần là kết nối với ví cứng này. Phần này rất là hay nha. Nó như mình vừa chia sẻ đấy thì mọi người có thể kết nối ở trên MetaMask hiện tại với hai loại ví cứng là Ledger và Tezos. Thì tùy theo nhu cầu kết nối với mọi người thì mọi người có thể click và chọn các loại ví cứng nào mà mình muốn kết nối ở ngay trực tiếp ở trên MetaMask. Thì đây là một cái tính năng mới của MetaMask mà mình thấy rất là thú vị và rất là đáng để cho những ai mà mới tham gia sử dụng MetaMask để có thể trải nghiệm nhiều hơn về cái trải nghiệm này. Ok,
và vừa rồi là những cái chia sẻ về các cái lý do mà tại sao chúng ta lại nên sử dụng ví MetaMask để lưu trữ các cái đồng tiền điện tử hoặc là các cái tài sản kỹ thuật số của mình. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chút về cái nhược điểm của ví này nhá. Thật ra thì không thể nói là nhược điểm, mà mình nghĩ đây sẽ là một số các cái lưu ý mà những cái người khi mà tham gia sử dụng ví MetaMask cần phải lưu ý để mọi người có thể có những cái trải nghiệm cũng như là đảm bảo được cái tài sản kỹ thuật số của mình một cách an toàn nhất nhá. Ok, và theo như thông tin mà mình vừa chia sẻ với mọi người thì mọi người biết là cái ví MetaMask ấy là cái ví trực tuyến, nên là cái việc là cái khả năng mà nó bị tấn công nó sẽ lớn hơn các cái ví khác. Bởi vì sao? Bởi vì là mặc dù ấy, MetaMask nó sẽ không có cái quyền là nó truy cập vào thông tin của người dùng. Tuy nhiên thì MetaMask lại được tích hợp ở trên cái trình duyệt, mà cái cụ thể ở đây là trình duyệt ở đây là trình duyệt ở Google Chrome. Chính vì vậy thì ví dụ như là như thế thì cái Chrome, cái Google Chrome ấy, thì nó vẫn sẽ có cái quyền để nó thu thập cái thông tin của bạn. Và cái điều này thì nó cũng khá là ảnh hưởng đến cái vấn đề là về việc bảo mật thông tin của cá nhân của mình khi mà mình tham gia sử dụng ví MetaMask. Thì đây sẽ là một cái, mình nghĩ là một cái nhược điểm và một điều cần lưu ý khi mà mọi người tham gia sử dụng cái ví này. Cái thứ hai, đó chính là cái rủi ro khi mà mọi người dùng ví MetaMask mà mọi người sẽ thường có nguy cơ phải đối mặt. Đấy chính là cái việc là các cái dịch vụ là tấn công lừa đảo. Bởi vì sao? Bởi vì là mặc dù cái ví MetaMask nó đã bảo mật rồi, tuy nhiên thì nó sẽ có một số các cái chiêu trò, ví dụ như là những cái trò mà gian lận này, hoặc là những cái trò mà được những cái hacker nó sử dụng để nó đánh cắp cái thông tin của người dùng ấy, ví dụ như là tên hoặc là mật khẩu. Và cái việc này thì nó sẽ xảy ra khá là phổ biến nhá, nhưng mà nó lại không liên quan đến cái lỗi của cái việc là cái lỗi của nhà phát triển ví MetaMask, mà là nó liên quan đến cái vấn đề mà việc bạn bảo mật cái thông tin cũng như là bảo mật các cái tài khoản và cái dữ liệu khi mà mình sử dụng như thế nào cơ. Thì đấy là cái điều mà bạn cần phải lưu ý khi mà bạn tham gia sử dụng ví MetaMask nhá. Và trong cái video là hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng ví MetaMask thì mình cũng đã có cái phần chia sẻ về cách mọi người có thể tránh cũng như là lưu trữ các cái dữ liệu ở trên MetaMask làm sao để tránh được các cái vụ lừa đảo, thì mọi người có thể xem chi tiết ở cái video đấy nhá. Và mình có thêm một cái phần lưu ý cho mọi người, đấy chính là để đề phòng được các cái vụ tấn công lừa đảo cũng như là các cái thông tin xấu mà ảnh hưởng xấu đến cái dữ liệu của mình, thì cái điều quan trọng là mình sẽ phải chú ý là mình sẽ tránh click chuột vào những cái trang web giả mạo và không uy tín, đặc biệt là những cái trang mà nó có theo những cái nội dung lừa đảo hoặc là những cái email mà có những cái nội dung tương tự như vậy, thì mình sẽ cần phải lưu ý rất là kỹ và mình tránh không sử dụng những cái đấy nhá. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần là tìm hiểu về ví Trust Wallet là gì và những lý do tại sao chúng ta nên sử dụng ví Trust Wallet để lưu trữ các cái đồng coin token hoặc là các cái phần tài sản kỹ thuật số của mình nhé. Thì đầu tiên thì ví Trust Wallet cũng là một loại ví tiền điện tử mà để hỗ trợ để lưu trữ các cái đồng coin nổi tiếng, ví dụ như là Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance Coin hoặc là VeChain, hoặc là các cái token mà ở cái dạng ERC20 này, ERC721 và ERC223. Ở tương lai thì ở trên Trust Wallet sẽ có thêm các cái loại coin và token phổ biến khác. Tuy nhiên thì đấy là một vài cái tên mà nổi bật mình vừa liệt kê ra cho mọi người. Và một thông tin nữa đó chính là ví Trust Wallet thì hiện tại thì đã được mua lại bởi Binance, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới. Và sau cái thương vụ này thì mọi người có thể nhận thấy được rằng là cái độ hot của ví Trust Wallet đã ngày càng lan rộng hơn rất là nhiều. Và mình sẽ truy cập vào trang chủ website của Trust Wallet để cho mọi người hình dung qua một chút về Trust Wallet là gì nhá. Ok, mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình của mình nha, là về cái giao diện của ví Trust Wallet. Ở trên này thì nó sẽ có toàn bộ cái thông tin cũng như là cái link chính thức để mọi người có thể tải cái ví Trust Wallet về để trải nghiệm cũng như là sử dụng. Đồng thời thì Bitcoin Việt Nam cũng đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cách mọi người có thể tải ví Trust Wallet cũng như là các cái việc là mọi người có thể sử dụng nó này, giao dịch nó, lưu trữ các cái token hoặc là swap các cái token, sử dụng tất cả các cái dịch vụ ở trên Trust Wallet như thế nào rồi. Thì mọi người sẽ, nếu mà muốn tìm hiểu thêm, mọi người sẽ truy cập vào cái đường link ở dưới cái phần mô tả ở cái video này để mọi người có thể có được cái nhìn chi tiết nhất về cái cách sử dụng ví Trust Wallet nhé. Còn trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người là những lý do tại sao mọi người nên sử dụng ví Trust Wallet và những nhược điểm mà mọi người cần lưu ý và so sánh giữa hai loại ví, đấy chính là ví MetaMask và ví Trust Wallet như thế nào để mọi người có thể đưa ra được cái lựa chọn về cái ví tiền điện tử tốt nhất và phù hợp nhất cho bản thân mình nhé.
Ok, và chúng ta sẽ đến với phần là lý do tại sao chúng ta lại nên sử dụng ví Trust Wallet. Thì lý do đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là cái việc là chúng ta có thể sử dụng Trust Wallet để giao dịch mọi lúc và mọi nơi. Một điều rất là đặc biệt của Trust Wallet đấy chính là bạn hoàn toàn nắm cái quyền giám sát và kiểm soát hoàn toàn cái số tiền cũng như là cái số vốn của mình khi mà bạn có thể trải nghiệm ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Đặc biệt là bởi vì là ví Trust Wallet thì đã được Binance mua lại nên là cái việc mà bạn thực hiện giao dịch nó còn càng trở nên rất là dễ dàng hơn nữa. Không chỉ vậy, ví Trust Wallet sẽ còn được Binance bảo hiểm nếu như mà trong trường hợp bất khả kháng mà bị hack hay là do lỗi của ví mà không phải do lỗi của người dùng ấy, thì bạn hoàn toàn có thể khiếu nại ở trên Binance và sẽ được xử lý những cái vấn đề như vậy nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với lý do thứ hai, đó chính là cái việc tại sao chúng ta nên sử dụng ví Trust Wallet. Đó chính là liên quan đến cái độ bảo mật cao. Bởi vì ví Trust Wallet sẽ là một cái ví phi tập trung mà bạn sẽ hoàn toàn có cái quyền mà kiểm soát sự riêng tư của ví. Vì thế nhá, không có một ai, kể cả là cái nhà phát triển nên cái ví Trust Wallet đấy, cũng không thể nào mà có quyền truy cập vào tài sản của bạn nếu như mà không có các cái mật mã hoặc là các cái khóa riêng tư của bạn hoặc là các cái sysphrase. Thì những cái đấy nhá, mọi người sẽ cần phải lưu ý và bảo vệ nó rất là kỹ khi mà mọi người tải cái ví Trust Wallet về nhá. Và cách để bảo mật cái ví của mình một cách an toàn nhất, thứ nhất là mọi người sẽ không nên tải nó từ các cái nguồn không uy tín. Nếu như mọi người lo sợ thì mình sẽ gắn cho bạn cái link chi tiết để có thể cái link chi tiết và cái link chính thức từ cái dự án Trust Wallet ở dưới cái video này, thì mọi người có thể click vào đấy để mọi người tải. Và đặc biệt nha, là lưu ý là những cái phần từ khóa này hoặc là những cái private key của mình thì mình sẽ không bao giờ được công bố cho bất kỳ ai, mà chỉ có mình nắm giữ và mình bảo vệ nó thôi nhá. Lý do tiếp theo đấy chính là cái việc mạng lưới rất là đa dạng. Bởi vì Trust Wallet thì hiện tại thì hỗ trợ đến hơn 40 blockchain, đồng nghĩa với việc là bạn có thể giao dịch đến hơn 100 cái loại tiền điện tử, coin hoặc là token mà được tích hợp ở trên ví. Chính vì vậy thì đây là một ví rất là phổ biến và đang được rất là nhiều người yêu thích và sử dụng. Và lý do cuối cùng đó chính là cái tính năng staking ở trên ví Trust Wallet. Thì như mình đã chia sẻ thì ví Trust Wallet nó không chỉ là một ví tiền điện tử mà dùng để lưu trữ hoặc là giao dịch các cái loại coin và token, mà nó còn có thêm một cái tính năng staking mà tận dụng cái lợi thế khi mà hợp tác với sàn giao dịch của Binance ấy. Thì ví Trust Wallet hiện tại nhá, đã hỗ trợ staking được rất là nhiều cái đồng tiền điện tử hiện nay, bao gồm là đồng Tezos, Tron, Cosmo hoặc là Aragon vân vân. Và bạn dễ dàng có thể staking cái đồng tiền điện tử của mình để kiếm thêm thu nhập mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Và để mọi người có thể có cái nhìn tổng quan hơn về ví Trust Wallet thì mình sẽ truy cập vào cái ứng dụng của Trust Wallet để cho mọi người dễ dàng hình dung nhé. Tất cả các cái đồng coin ở đây nhé, nó đã được tích hợp ở trên trang chủ nhé. Mọi người có thể hoàn toàn là muốn ép thêm các cái đồng coin hoặc token nào khác mà mọi người muốn, thì khi mà bấm vào cái lựa chọn ở trên góc phải ở trên cùng như thế này này, thì mọi người có thể nhìn thấy nhé, rất là nhiều đồng coin đã được tích hợp ở trên Trust Wallet và nó vô cùng tiện lợi cho những bạn nào mà nắm giữ nhiều token hoặc là phân bổ nguồn vốn của mình ở các cái token ở trên đấy. Thì chủ yếu là những cái token này nó ở một số các cái mạng bên cạnh những cái mạng nổi tiếng nha. Thì nó sẽ còn có một số mạng như là mạng BEP2 này, mạng ERC20 này, BSC vân vân. Đó, thì nó có các cái mạng này, nghĩ là một trong những cái mạng rất là phổ biến rồi. Thì mọi người có thể truy cập vào đây để mọi người có thể tìm hiểu nha. Và nếu như mà mọi người muốn lưu hoặc là bật cái thông báo của token nào hiển thị lên thì mọi người bấm vào đây. Đó, thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình giao dịch chính của mình là như vậy. Thực hiện các cái hoạt động giao dịch này, gửi và nhận token, thì đây là những cái hoạt động rất là cơ bản cho bất kỳ ai mà muốn tham gia sử dụng ví tiền điện tử rồi. Ngoài ra thì cái này có một cái đặc biệt nhá, thì mọi người nhìn vào cái phần tài chính ở trên này này. Đó, đấy chính là cái phần mà tính năng staking mà mình vừa chia sẻ với mọi người ấy. Thì hiện tại thì mọi người có thể nhìn thấy đây là toàn bộ cái đồng token mà đang được hỗ trợ staking ở trên ví Trust Wallet. Thì cách staking như thế nào thì trong video hướng dẫn sử dụng ví Trust Wallet thì mình cũng đã hướng dẫn rồi nhá. Mọi người có thể click vào đấy để xem chi tiết hơn nha. Ok, ngoài ra thì cái phần cài đặt của nó thì nó cũng không có cái gì quá là khó sử dụng đâu. Mọi người click vào thôi, bởi vì mình thấy là cái giao diện ví Trust Wallet này nó rất là thân thiện, cũng như là nó để dành cho những ai mà chưa có nhiều kiến thức mà mới bắt đầu tham vào thị trường ấy, thì cũng đều có thể dễ dàng sử dụng nó hết. Có một cái nữa, nó khá là giống với ví MetaMask, đấy chính là nó có thể hỗ trợ cái tính năng swap token. Thì mọi người click vào cái phần swap token này, thì ở đây nhá, mọi người cũng nhìn thấy cái phần các cái phần bảng chọn ở đây, thì mọi người có thể lựa chọn các cái token mà mọi người muốn swap.
và thực hiện các cái bước swap ở ngay trên cái ví tiền điện tử của mình luôn. Rất là tiện lợi đúng không? Mà mọi người không cần phải đi sang những cái nền tảng hoặc là những cái nền tảng swap khác. Còn một cái nữa đó chính là cái về cái sàn giao dịch này cũng thế này. Thì ở đây thì trên sàn giao dịch hiện tại thì ở đây đang có cái đồng token là AEGO ở trên BNB thì cũng đang được hỗ trợ ở trên ví Trust Wallet. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại trang chủ ha. Đó, thì đấy là toàn bộ một số các cái thông tin review rất là chung về các cái ví, về các cái dịch vụ ở trên ví Trust Wallet để cho mọi người có thể nắm được nhá. Và cũng giống như ví MetaMask thì ví Trust Wallet cũng sẽ có một số các cái nhược điểm hoặc là những cái điểm mà chưa tốt của ví mà người dùng sẽ cần phải biết. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số các cái nhược điểm mà khi mà mọi người sử dụng ví Trust Wallet như thế nào nhá. Thì cái nhược điểm đầu tiên ấy, đấy chính là cái việc mà mình thấy là khi mà mình sử dụng cái ví Trust Wallet thì mình thường thì sẽ cảm thấy là sẽ gặp một chút khó khăn trong cái việc là mình chuyển cái số coin mà từ sàn hoặc là cái ví mà ngoài cái hệ sinh thái của Binance. Bởi vì như bạn biết là bởi vì là được Trust Wallet thì đã được Binance mua lại, thế nên là các cái hoạt động giao dịch mà khi thực hiện qua Binance nó sẽ rất là nhanh. Tuy nhiên thì nếu như mà với một các cái ví hoặc là các cái coin nào đấy mà ngoài sàn giao dịch của Binance thì nó sẽ hơi mất thời gian cũng như là sẽ gặp một chút khó khăn để cho mọi người có thể thực hiện các cái giao dịch đấy. Thì điển hình như là việc mà mọi người chuyển BTC thì mình nghĩ là nó sẽ khá là mất thời gian. Cái thứ hai mà ví Trust Wallet đó chính là cái việc là Trust Wallet thì nó sẽ hỗ trợ, mình thấy là nó sẽ hỗ trợ tốt với các cái sàn giao dịch về trên Binance Sex hoặc là Binance Dex hoặc là các cái sàn giao dịch ở trên cái sàn của Binance ấy. Tuy nhiên thì đối với các cái sàn giao dịch hoặc là các cái ví còn lại thì mình thấy là nó chưa thật sự là hỗ trợ quá là tốt và nó mang lại những cái trải nghiệm tuyệt vời của mình khi mà mình dùng cái ví Trust Wallet. Một cái nữa đấy chính là nếu như mà cái ví MetaMask thì nó đề xuất phí ga mình thấy là nó khá là tối ưu. Thì ở trên cái ví Trust Wallet thì mình thấy cái việc đề xuất phí ga đấy nó chưa thật sự là tối ưu cho mình lắm. Thì mọi người có thể tham gia trải nghiệm trực tiếp ở trên ví Trust Wallet thì mọi người có thể có cái cảm nhận của mình khi mà mình thực hiện các cái giao dịch chuyển đổi mà bắt buộc là phải xác nhận cái phí ga ở trên ví nhá. Ok, và vừa rồi là toàn bộ cái phần review và đánh giá cũng như là một số các cái chia sẻ của mình về cách mà mọi người có thể lưu ý khi mà mọi người sử dụng hai cái loại ví tiền điện tử có thể nói là phổ biến nhất ở trên cái thị trường hiện nay. Vậy thì đối với những bạn nào mới tham gia vào thị trường và chưa có quá nhiều kiến thức về trong crypto thì tóm lại là mọi người nên chọn loại ví nào cho mình. Thì theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy là hai loại ví này đều tốt. Ví MetaMask thì nó sẽ có cái lợi thế là về cái tốc độ xử lý này cũng như là cái việc là rất là tiện lợi khi mà mọi người có thể tích hợp luôn ở trên cái Google Extension để mọi người có thể sử dụng. Và ngay bản thân mình thì cũng đang sử dụng ví MetaMask rất là nhiều và chỉ cần lưu ý một số các cái cách về việc là mọi người bảo mật cái tài khoản ví của mình và bảo mật cái thông tin của mình khi mà mình sử dụng ra sao thì cái đấy là sẽ cần phải lưu ý và mọi người cần phải biết cả cách sử dụng để tránh cái việc là mọi người có thể mất tiền hoặc là làm dò dỉ cái thông tin của mình khi mà mình sử dụng ví. Còn ngoài ra thì mình thấy về cái việc là giao diện này nhanh chóng, tiện lợi và các cái tốc độ xử lý giao dịch của nó cũng rất là nhanh. Đặc biệt là bây giờ đang nó hỗ trợ thêm cả cái mạng Binance Smart Chain thì cái chi phí nó cũng đã rẻ hơn rất là nhiều so với ngày xưa là nó chỉ hỗ trợ mạng Ethereum thôi. Thì mình thấy đấy là một cái bước phát triển khá là tốt của ví MetaMask. Ngoài ra thì đối với cái ví Trust Wallet thì mình thấy là nó sẽ thích hợp cho những bạn nào mà muốn được có những cái trải nghiệm giao dịch người dùng rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là cái giao diện người dùng của ví Trust Wallet mà mình vừa chia sẻ cho mọi người ấy, thì mọi người có thấy là nó rất là đẹp và nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái là nó là app mà mình phải cài đặt và mình sẽ phải chuyển đổi giữa các cái app đấy với nhau. Nếu như bạn nào không ngại thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng ví Trust Wallet với cái độ bảo mật, mình nghĩ là cái độ bảo mật cũng như là cái độ an toàn nó rất là cao. Cả hai loại ví này mình nghĩ là đều đáng để mọi người có thể tham gia trải nghiệm bởi vì rất là nhiều người cũng đã sử dụng và đã cảm nhận được những cái trải nghiệm rất là tốt khi mà sử dụng hai cái ví này rồi. Thì mình nghĩ là đối với mỗi cái nhu cầu, mỗi cái thị hiếu khác nhau của mỗi người thì mình sẽ có thể đưa ra cái lựa chọn ví khác nhau. Trên đây là toàn bộ cái phần review cũng như là đánh giá và cái phần chia sẻ khi mà mình chỉ sử dụng hai cái loại ví về MetaMask và Trust Wallet cho mọi người. Thì nếu như mà mọi người là người mới tham gia bắt đầu thì mình khuyên là mọi người có thể tải cả hai cái ví này. Bởi vì sao? Bởi vì là nó rất là nhanh chóng và mọi người hoàn toàn có thể sử dụng demo mà chưa cần thực hiện các hoạt động gửi hay là token của mình vào đâu.
mọi người cứ sử dụng để làm quen được với các cái thao tác ở trên cái ví tiền điện tử trước, để biết được là nó sẽ có những cái dịch vụ gì và biết được là nó sẽ có những cái trải nghiệm cũng như có những cái yêu cầu khi mà mình tham gia thực hiện giao dịch ở trên đấy ra sao, thì làm quen trước với hai loại ví này. Bởi vì mình thấy là hai cái loại ví này nó đều rất là đơn giản và nó dễ sử dụng cho mọi người ấy. Thì mọi người có thể sử dụng hai cái loại ví này để có thể trải nghiệm. Và nếu như mà mọi người có bất kỳ cái feedback hoặc là những cái phản hồi gì thì mọi người có thể để lại cái comment ở bên dưới cái video này, thì mình sẽ vào giải đáp cũng như chia sẻ cùng với mọi người nhá. Mình cũng đã có, như mình đã chia sẻ trong cái video này cho mọi người ấy, là mình cũng đã có hai cái video hướng dẫn về cách tải và cũng như là sử dụng và giao dịch chi tiết ở hai cái loại ví này rồi. Thế nên là nếu như mà bạn nào quan tâm và muốn bắt đầu thử trải nghiệm với hai loại ví này thì mọi người có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả trong video để mọi người xem chi tiết hơn nhé. Và vừa rồi là toàn bộ phần thông tin chia sẻ của Mới Bitcoin Việt Nam về cái loại ví tiền điện tử nào dành cho người mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia sử dụng ví tiền điện tử cùng Bitcoin Việt Nam nhé.